Như vậy chúng ta hãy chờ xem chiến thắng đang thuộc về ai. 200 bé nữa. Trần Tư Kiệt đang lao lên. Trần Tư Kiệt. Wow.
xin chúc mừng cho Domaga Đồng Tháp, xin chúc mừng cho Trần Tuấn Kiệt. Và rõ ràng các tay đua của Đồng Tháp vẫn có những tính toán cực kỳ hợp lý, có thể giữ an toàn cho Nguyễn Tấn Hoài và đồng thời tranh chấp chiến thắng 20 triệu ở mọi đích đến.